Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tiết học âm nhạc của lớp 7. Đây là tiết thứ 13. Ở tiết 13, chúng ta sẽ gồm những nội dung sau. Một, chúng ta sẽ ôn tập lại bài hát khúc hát chim sơn ca. Sau đó, nội dung thứ hai là phần nhạc lý. Chúng ta sẽ học về cung và nửa cung, cũng như dấu hóa là gì nha. Đầu tiên để ôn lại cái bài hát khúc hát chim sơn ca, chúng ta nhắc lại một số tìm hiểu của bài ở lần trước. Thứ nhất, nhịp của bài hát là nhịp 2 4. Sắc thái bài hát vui hát một cách rộn rã. Trong nội dung của bài hát, tác giả đã từ cái tiếng hót tuyệt vời của chim sơn ca, nhạc sĩ Đỗ Hoa An đã khéo léo liên hệ đến những bạn có tiếng hát trong trẻo như chim sơn ca và mang tới cho mọi người những tình thân ái và đoàn kết nhé. Đây, bài hát khúc hát chim sơn ca, nhạc và lời của nhạc sĩ Đỗ Hoa An. Thầy nhắc lại, bài hát chúng ta sẽ gồm có hai đoạn. Đoạn 1 từ đầu tiếng sơn ca cho tới khúc hát mê say. Đoạn 2 là phần còn lại. Trước khi vào bài thì chúng ta sẽ tiến hành luyện thanh. Luyện thanh chúng ta sẽ gồm có 9 từ tất cả. 4 từ mi và 5 từ ma. Chúng ta sẽ luyện ha. Mi 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 ma 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 ma, và cứ theo hợp âm chúng ta sẽ luyện từ thấp tới cao và từ cao tới thấp nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu luyện nha. Ma 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 ma, mi 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 ma 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 ma, mi mi ma 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 ma, mi 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 ma 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 ma, mi 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 ma 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 ma. Rồi chúng ta luyện thanh xong, bây giờ mình bắt đầu ôn lại bài hát cho thầy. Rồi sau khi luyện thanh xong, bây giờ cả lớp chúng ta cùng ôn lại bài hát khúc hát chim sơn ca. Chúng ta nhìn và hát cho đúng nhịp cho thầy. Giờ chúng ta hát theo nhạc karaoke cho thầy nha. Chuẩn bị tiếng sơn ca ngân nga đâu đây, giữa không gian bao la thơ ngây, ngỡ trên cao tiếng sao diều vi vu gọi ánh trăng lên vui đêm trung thu, gọi nắng ban mai xua tan sương mù, tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say. Em cũng gọi được như sơn ca, gọi ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang, bằng tiếng hát mê say tuổi thơ.
ta ca lên, hãy ca lên. Hỡi các bạn tuổi thơ sơn ca, để cánh chim câu rực khắp thế gian bằng tiếng hát mê say của em. Hai ba ơn nhân ở đâu đây, giữa không gian bao la thơ ngây, tiếng sao diều vi vu vi vu. Tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say. Hỡi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca, gọi ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang. Ta ca lên, hãy ca lên, hỡi các bạn tuổi thơ sơn ca, bằng tiếng hát mê say của em. Hát lại điệp khúc. Ơi sơn ca, hỡi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca, khi hát chung xong. Bây giờ thầy sẽ chia ra hai giọng, một giọng các bạn nam hát riêng và các bạn nữ hát riêng, giống như phân công ở trên màn hình nhé. Ở đoạn 1, hai câu đầu tiên, nam sẽ hát nha, từ chỗ tiếng sơn ca ngân nga đâu đây cho tới cánh diều, tiếng sáo diều vi vu, sau đó các bạn nữ sẽ hát phần còn lại của đoạn 1, gọi ánh trăng lên cho tới khúc hát mê say. Còn riêng ở đoạn 2, chúng ta cả hai bè nam và nữ chúng ta sẽ cùng hát chung. Bây giờ mình thử hát cho thầy nghe. Chúng ta có thấy những cái đường gạch nhỏ ở dưới từng chữ không nào? Những chữ nào? Đó là những phát chúng ta cần vỗ tay ha. Ví dụ như tiếng sơn, tiếng ca nga đây ha, chỗ nào có gạch thì chúng ta cần vỗ phát cho thầy. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Giờ bè nam hát trước cho thầy nha. Ba. Tiếng sơn ca ngân nga đâu đây, giữa không gian bao la thơ ngây, nhớ trên cao tiếng sao diều vi vu. Hai ba, gọi ánh trăng lên vui đêm trung thu, gọi nắng ban mai xua tan sương mù. Tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say cả lớp. Ơi sơn ca, hỡi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca, gọi ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang, bằng tiếng hát mê say tuổi thơ. Hay ta ca lên, hãy ca lên, hỡi các bạn tuổi thơ sơn ca, để cánh chim câu rập khắp thế gian bằng tiếng hát mê say của em. Rồi nam hát trước nha. Chuẩn bị. Tiếng sơn ca ngân nga đâu đây, giữa không gian bao la thơ ngây, ngỡ trên cao tiếng sao diều vi vu nở. Gọi ánh trăng lên vui đêm trung thu, gọi nắng mai xua tan sương mù.
tiếng sơn ca dâng cho đời khúc hát mê say hay. Ơi sơn ca, ơi sơn ca, em cũng gọi được như sơn ca, để ánh trăng vàng gọi nắng xuân sang bằng tiếng hát mê say tuổi thơ hay. Bạn ta ca lên, hãy ca lên, ơi các bạn tuổi thơ sơn ca, để cánh chim cầu rợp khắp thế gian bằng tiếng hát mê say của em. Rồi lại điệp khúc ca, em cũng gọi được như sơn ca, gọi ánh trăng vàng, gọi nắng xuân sang bằng tiếng hát mê say tuổi thơ hay. Bạn ta ca lên, hãy ca lên, hỡi các bạn tuổi thơ sơn ca, để cánh chim cầu rợp khắp thế gian bằng tiếng hát mê say của em. Như vậy, chúng ta vừa mới ôn xong bài hát khúc hát chim sơn ca. Bây giờ chúng ta sang phần 2, nhạc lý. Chúng ta tìm hiểu cung và nửa cung cũng như dấu hóa là gì nhé. Đầu tiên, cung và nửa cung. Cung là và nửa cung là đơn vị dùng để chỉ khoảng cách về cao độ giữa hai âm thanh liền bậc. Trong đó, một cung sẽ có 2 bằng 2 nửa cung. Một cung người ta ký hiệu như hình hình vòng cung vòng xuống dưới. Còn nửa cung người ta ký hiệu là hình nhọn, đầu nhọn chỉ xuống dưới như hình ha. Đây là hình dáng cung và nửa cung. Đây, từ đồ tới rê, nửa cung, rê, mi, một cung, xin lỗi, đồ, rê, một cung, rê, mi, một cung. Nhưng riêng mi, pha có nửa cung. Rồi, trong các bậc âm cơ bản, trong nhất là trong 7 bậc âm cơ bản, đồ, rê, mi, pha, son, la, si và tới đố, thì người ta phân ra những khoảng cách cung và nửa cung như hình sau. Đồ tới rê, rê, mi đều là một cung. Riêng mi, pha, si, đố có 2 chỗ, mi, pha, nè, si, đố nè, là có nửa cung nha. Còn tất cả các khoảng cách khác đều là một cung hết. Rồi thầy nhắc lại, mi, pha và si, đố là nửa cung, còn tất cả đều một cung. Tiếp theo, chúng ta sang phần 2, dấu hóa. Dấu hóa là gì các em? Ồ, đây là ký hiệu dùng để thay đổi độ cao của một hoặc nhiều nốt nhạc. Chúng ta sẽ có các loại dấu hóa sau. Có 3 loại dấu hóa, đó là dấu thăng. Thăng tức là có tác dụng nó sẽ nâng cái cao độ của nốt nhạc lên nửa cung. Riêng dấu giáng thì có tác dụng ngược lại, có nghĩa là hạ thấp cao độ của nốt nhạc xuống nửa cung. Riêng dấu bình nó lại có tác dụng là hủy hết các sự nâng cao hoặc sự hạ thấp của dấu thăng và giáng đi. Có nghĩa nó sẽ hủy bỏ hiệu lực của dấu thăng và giáng đi. Bây giờ chúng ta sang một kiểu dấu hóa. Thầy nói lại, trong dấu hóa thì nó có 3 loại: dấu thăng, giáng và dấu bình. Thì 3 loại dấu hóa đó sẽ thể hiện trên bài hát như thế nào, theo những kiểu nào? Thứ nhất, đó là kiểu dấu hóa suốt. Dấu hóa suốt nó sẽ đặt ở đầu khuôn nhạc, sau khóa nhạc, gọi là hóa biểu. Các dấu trong hóa biểu mình sẽ được ghi cùng một loại, nó có hiệu lực với tất
cả các nốt cùng tên trong một bản nhạc, có hiệu lực với tất cả các nốt cùng tên trong một bản nhạc. Ví dụ một dấu thăng ở pha, nốt pha thì tất cả các nốt pha, phà hoặc phá gì đó đều thăng lên nửa cung, là pha thăng hết nào. Ngược lại dấu dáng cũng vậy. Ví dụ một dấu dáng ở nốt si thì tất cả các nốt cùng tên các quãng tám thì xì, xí, xi đều giảm xuống nửa cung nha. Đây là bản chúng ta thấy người ta thể hiện từ 1 tới 7 dấu thăng dưới, từ 1 tới 7 dấu dáng. Như trong bài khúc hát chim sơn ca, chúng ta thấy ở đầu dòng có một dấu thăng ở nốt phá. Như vậy tất cả các nốt nào mà ghi nốt phá đây đều thăng lên, đều tăng lên một nửa cung hết nhá. Đây người ta gọi là dấu hóa suốt. Như trong bài có những chỗ như là từ ngân, nghe, bao, la là nốt phá. Thì ví dụ hay nói chúng ta phải nâng cao lên nửa cung là pha thăng hết ha. Rồi bây giờ chúng ta sang kiểu dấu hóa thứ hai, đó là kiểu dấu hóa bất thường. Dấu hóa bất thường thì đặt ở trước một nốt nhạc bất kỳ và nó sẽ chỉ ảnh hưởng tới nốt nhạc cùng tên, cùng tên với nốt nhạc đó, và nốt nhạc đó phải đứng sau nó trong một phạm vi một ô nhịp nhé. Thầy ví dụ một, ở đây nốt son có một dấu hóa là dấu thăng đứng trước nốt son và người ta gọi là son thăng. Thì son này đứng trước một nốt son sau ở trong cùng một ô nhịp, cho nên nốt son phía sau này cũng chịu ảnh hưởng nên người ta gọi là son thăng, còn qua ô nhịp khác chỉ là son bình thôi nhé. Bây giờ ví dụ thứ hai, chúng ta nhìn đây, cũng là son thăng trong cùng một ô nhịp, nhưng son thăng này đứng sau cho nên không ảnh hưởng tới son đằng trước, cho nên son đằng trước vẫn là son bình. Và sau đây chúng ta sẽ nhìn thấy tác dụng của dấu bình. Ở đây là nốt son dáng. Sau khi có dấu bình thì son sẽ trở lại bình thường. Còn bây giờ thầy sẽ hỏi chúng ta một vài câu hỏi xem chúng ta nhớ bài tới đâu nhé. Đầu tiên cho thầy biết bài hát khúc hát chim sơn ca, nhạc và lời của nhạc sĩ nào? Nhạc sĩ Đỗ Hòa An. Câu thứ hai, có mấy loại dấu hóa? Chúng ta sẽ ở đây người ta cho các đáp án 2, 3, 4 và 5. Như vậy chúng ta sẽ chọn là 3 dấu hóa. Câu thứ 3, dấu hóa suốt mình đặt ở đầu khuôn nhạc. Câu thứ 4, dấu hóa bất thường có ảnh hưởng tới các nốt cùng tên và trong phạm vi là bao nhiêu ô nhịp? 1, 2 hay cả bài? Chúng ta thấy 1 ô nhịp thôi nha. Trong 7 bậc âm cơ bản có mấy khoảng cách nửa cung nào? Chúng ta nhận thấy có 2 khoảng cách nửa cung, đó là mi fa và si đô. Về nhà, chúng ta sẽ học thuộc bài hát khúc hát chim sơn ca, đồng thời kết hợp gõ nhịp phát, đồng thời cũng là một số động tác ha, để cho vận động, để cho nó bộ phát cho bài hát được sinh động hơn. Chúng ta cần ghi nhớ thêm cái phần nhạc lý mình đã học, đó là cung như thế nào, nửa cung như thế nào và dấu hóa như thế nào nha.
Đồng thời cũng chuẩn bị cho thầy bài tiết sau, tiết thứ 14. Và tiết học của chúng ta hôm nay chấm dứt.